Đây, hiện tại là mình đang ở trong rẫy, mùng 2 Tết đang kiếm cái rẫy á, thì sẵn có thằng em nó rủ đốt cà đứng đây. Bức ngò với hành thôi hả? Có bên này à, phải không? Ờ. Tiếp thôi, ngò hành đó, trong chỗ nó làm không sống chỗ á. Đây đây đây. Đây. Để bức cái này giảm muối cho nó ngon. Tí nữa cái đó có giảm muối, giảm muối hành mà. Thì có để thêm cho nó thơm. Đây nữa nè, không thơm nè, rồi nãy nữa kìa. Mà ít rau giúp cá bỏ vô đi ai bóc. Ừ. Hành bức ít bỏ vô thôi, vậy thôi. Trời đủ má nhậu rây đi hoài luôn. Cha của đỉnh luôn hả? Ai thích quấn thịt ra bức mấy cái này vô quấn thịt cũng được nè. Nè, cải hả, cải xanh đó hả? Salad nè, đó quấn thịt nữa mà đi hoài luôn. Trong thả trong tốt khe à. Trong trại mới trồng rau trồng đồ luôn nè mọi người. Chấp cá héo hết rồi. Chấp cá héo hết rồi mà. Chấp cá héo hết rồi. Héo gì mà héo, hai con cây còn sống mà héo rồi. Chục cứ già thằng cu đế đâu già hơn tao đâu mà. Cu đế đâu già hơn tao đâu mà. Già lắm. Già như cái cà mà. Thôi khỏi bước đi. Ôi, như đây ẩn ứng. Bức cho lắm. Thôi, bao nhiêu tiền? Thôi, hư rồi hả? Ôi, chảy luôn rồi. Chảy đoạn này xíu, để mua chảo, thảo lấy con này về xài cũng được. Không hư mà không xài được. Bấm được không? Bấm được. Không bấm được thì mồi. Mày phá. Ừ, không thảo thấy chắc chết luôn á. Đây, sau một thời gian mình vặt vả con gà là xong rồi đây. Chở qua chở lại giờ nó còn thịt không, lông mắt. Kê cái đó vô được kìa, kê nướng luôn. Kê hơi, để qua đây thôi, xíu xíu mình nướng sau đi. Cái rụng sang nướng rồi nướng được nó dở mấy lắm. Ờ, để tính cho nó nghe, để cho nó được không. Ủa, ngồi nhậu đây đúng lý tưởng luôn á hà. Cái này bỏ lâu cho chó lại nướng mất công á. Mình cái mề thôi, đây là cái mề. Tí nó cái này nè, còn mấy này nướng hết nè. Ờ. Rang chiên rồi nướng mà ý là cái huyết kia kìa. Ờ. Nướng không có. Này nướng cao là nó chín nó đều trên rồi dưới luôn. Ừ, nướng thấp á là nó cháy gà nó không có vàng được đều gà. Mình nướng cho cao lên. Cao là gà nó chín vàng nó đều hơn. Tí nữa thấy làm gì chưa? Tí được kê xuống hả? Đồ có đường ha. Thấy chưa? Thấy rồi, có đường á. Được. Tí nữa lật cái gỗ này nằm xuống là vừa luôn à. Mà tí nữa nó không. Đồ có đường á. Ráo có thịt đó. Đây là con cái này nè. Để anh em mình nướng trước ăn nhậu trước nè, ăn mạnh lẹ trước. Con này từ từ. Để sẵn ăn quả lẻ trước đây. Nướng cái này nó mới đều gà được chứ bữa nướng trong kia nó ép nó cháy đen thui, cháy xám hết gà luôn mà. Nó ép nó quá. Nó không có đều được con gà. Mới nướng tí mà gà nó vàng hết. Thì hai anh em có đi bứt lá bắp vạch rồi nhét thêm vào cho gà trong mình trong bụng gà cho thơm nè. Đó, hồi nãy thì hai anh em có chạy ra kia bứt ít lá bắp mặt nữa. Hồi nãy là nướng trên cao á, ép này cho nó vàng, nó vàng gà là giờ mới bỏ xuống thấp thấp cho con gà nó chín. Chứ mà trong trại thiếu thốn nhiều thứ lắm, chỉ bứt được lá bắp mặt.
ngoài ra đâu còn gì nữa đó. Sau một thời gian anh em nướng thì gà, hai bên gà đã vàng rồi đây. Chỉ có một cái là cháy thôi. Lá móc mặt bị cháy, nó nằm bên ngoài nó bị cháy á. Mà không biết bên trong nó làm sao thôi. Chứ để bên ngoài chất lượng nó sáp nó bị cháy lá móc mặt rồi. Giờ thì hai bên nó vàng đều không? Hồi nãy mình có khứa cái đường này nè. Nãy có khứa cái đường này để cho thịt nó chín đều bên trong á. Sợ bên trong nó sống. Mình khứa cái này với cái này vậy. Bên trong cho nó chín đều con gà. Giờ con gà vàng khè luôn á. Chắc lại giờ nướng cả tầm chắc cỡ nửa tiếng nữa. Cho nướng cao quá. Nướng cao cho nó vàng đều thôi. Chứ còn nướng mà nướng thấp thì kia thì sợ nó cháy gà nó không được ngon á. Ở trong bên trong này mà có ít rau đồ bỏ bên trong này cho thơm thì được, chứ tại vì trong rẫy nó không có điều kiện á, nên mình chỉ bỏ được lá móc mặt vào bên trong đó thôi. Anh em mình ra lấy gà đây, nướng khoảng một tiếng rồi, chắc con gà còn được chín rồi. Thì giờ hai anh em đi ra lấy gà. Thì giờ của em coi nó vàng được chưa, lấy chứ. Sợ nó sống. Nó cũng đẹp rồi đó. Ngon rồi đó. Cháy rồi, cháy rồi. Không, xong rồi. Cái này nó hơi bong một xíu thôi. Được đó. Thấy anh em ăn phần con ấy thì anh em nướng lại xíu cũng được. Được rồi, chín rồi, vàng rồi. Vàng rồi, vàng rồi. Thì bố kẽm. Đây là thành quả của mấy anh em đây, ba anh em mình sau. Đừng đừng điểm luôn, để nó lắm mặt trong nó luôn. Tháo kẹm nó đi của em ơi, tháo kẹm nó luôn. Kẹm nó về, nó mệt đó. Tháo kẹm nó luôn. Giữ cái phút thôi. Không được đâu, rách rách rách. Giữ cái đầu đi. Giữ cái đầu. Được cái gì không đấy. Phải gỡ này luôn nè, gỡ kẹm dưới luôn nè. Rồi quay đi, quay đi. Quay một vòng rồi, quay kéo chưa 10 vòng đây. Đây là cái giăng ớt này mình mới giả đây. 30 cây ớt xiêm ở trong này. Đó, 30 trái ớt luôn nha. Mình giăng muối đã. Hết mẹ rồi vừa. Rồi. Quá đẳng cấp. Sao? Kết thúc. Rồi, đây mình làm cái thôi. Chúc mọi người Tết cùng với ba anh em mình nha. Hôm nay hai ba anh em mình vô đẩy đó, ba anh em vô đẩy đang Tết đây, mùng hai Tết rồi, sẵn nướng gà rồi có thùng bia luôn. Gà rừng á. Rồi mọi người ăn Tết cùng mình nha. Đây là có thùng bia nè, không rút ra là lấy nè. Đó ATM đấy, cái từ đường chưa. Nên đi một cốc. Thôi để tao một câu ra. À, ai biết ăn cái gì làm á. Cái mọc là dỗi sớm rồi đéo đi rồi. Nướng thằng chín là nướng lại mất rồi. Nó đen 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 lại. Nó chín lên nè. Chín đều á. Rồi. Rồi. Để mình nhớ ra. Để mình nhớ ra sớm là ngon nữa rồi. Hơi muộn rồi kệ. Có nào mà chuẩn bị mà tươm tắt á là nếu ngon không? Không ngon, thật tà mới ngon. Sáng tính đi vô sớm rồi. Nhà sạc pin thôi. Làm gì đây? Bùn cát à? Con hầu thử miếng thịt thử cơm gà thì ngon đẹp. Không được, cắt cho. Cái đùi nha. Ừ, thôi không phải tặng cái đầu xế cho nó đi thôi. Chứ là thử miếng thịt cơm gà nó ngon là cái mà bà bán là bảo đảm không? Dạ mà, là dai mà. Người đây đó. Có người tưới mẹ đứng đây. Mình đi đâu mình cũng quay rộng. Tao không quay rộng á. Nó quay rộng qua nhập được. Bốn người nhận nó vui. Có người dễ bị già một chút. Cái gì nữa, muốn người lấy thì lấy dài luôn. Rồi ổng ngồi nhảy, ngồi nhìn. Vô cái đây. Vô. Đang ngồi.
Nè. Cầm được không? Nếu không có thì bây giờ chúng ta cho. Cho vậy nữa hả? Ừ. Không, bây giờ nó nhiều nữa con nó không chịu ăn. Chịu cái con chó, mình cho cái con chó nó lâu rồi. Một loại đặc, một đặc của nó. Đó. Vậy. Bữa mình không mua con chó nào mà. Chó gì vậy? Chó đâu? Thấy con nó đẹp mà. Đẹp nhưng mà ngu bò, chở, chở, nhát á. Nhát nước. Không có là bây giờ mày rồi, rồi sống không? Bất rồi. Em nó bận, nó thích rồi. Cái giờ em nó đi về tới đâu rồi á? Mấy cái bầy nó đúng như sống được con của con. Đúng con em luôn đó. Hả? Còn rồi, mình sống được con mới chết cho nên nó bị. À. Thì cái em bị bắt chọn rồi, mấy con chó nó câu rồi. Cái mỗi lần là cái gì mua chó ở đây, mua mèo ở đây, mẹ nó ăn cái gì? Em không bắt luôn chó. Thì em bay chó mười mấy con, anh cầm về 6 con à. 6 con, em bắt 1 con về. Về sau dịch chiếm hết đó. Bầy đó mình sống được 2 con rồi. Hai con bán không? Bán chạy. Bán mấy thằng mua chó. Con ngu quá. Cái để không chịu. À. Cái là cái mà không có chịu thì bán luôn. Cái con vô lại rồi. Con lại con vô. Ý là ở đây sướng mát mẹ đó chuẩn luôn nè. Con lại qua khởi thảo giờ rồi. Chó, con bài chó mình nuôi luôn. Lại tính là qua cái con kia thôi nhưng mà hôm qua chắc ăn cũng vô chắc hôm bữa ba mươi thảo vô thảo cho ăn hôm qua cho bánh nhịn chứ hồi nãy thấy tôi già thảo chạy rồi biết như vậy không hay là đi vô qua nhà sư gia ai thảo á hả thảo đi đất sắt thôi là mình kêu mạnh thôi lỡ cái đó nấu cho nó không miếng chảo thì vô đây rồi nấu nhéo quất nó lơ lơ cái bụng được chứ lỡ chiều không có vô không vô cho ăn chắc chắn ngày hôm qua không vô rồi. Cháo thì nấu bỏ nhiều nước cho mấy cái vợ nói với nấu chút xíu rồi cháo một tuần rồi sẽ đâu cháo mà bỏ một chén cơm nữa ít nước nhưng mà đời được nói chung là ăn được thôi. Ai có nhu cầu ăn tôm thì làm tôm đi của em ra thôi đi vô con tôm với của em chưa. Chửi thằng đi chặt tê về vừa bước qua trời đất đó cơ hả? Trời bước về bằng xí mẹo này xí mẹo thì xí mẹo này xí mẹo thầy nhớ xí mẹo này nhớ xí mẹo rồi thằng con trai bà bán đậu hũ bữa trưa đầu ve vô bức mình ăn quá trời đau ha còn rút luôn. Mày ngủ má mày nhỏ mà mày thun mày đã uống bia má nói ngủ luôn thì đói ngủ ngon ăn ăn rồi ngủ này uống bia nó ngon chứ là mình nấu cháo uống bia mình ăn cái này mà nấu cháo sao mà ăn nổi nữa không ý là đâu ý là nói cháu kia game à cháu chó hả ừ. Chứ còn nếu mà xác định là ấy là mình chặt ra mình lấy cái phần này mình nướng thôi còn mình nấu cho cháo nữa con cháo nè nấu bia nấu cháo ừ. Nó no lắm còn nghĩ là nướng ngon được cái rau rác trong ngoài có được ăn nướng yên dài họ đi cũng không được ừ. Cái này nó gà nướng nó không hạt đâu rừng cá rồi mình ăn ra bức lá sung rồi ăn nó ấy cá rồi lá sung lá sung hột quay rồi qua bức lá nó xoài được được gà nó ngợp thịt gà nó ngợp gà lắc với hành ngòn nhìn thả một tí còn đầy rau cải nhưng mà vô luôn lá chim tím và lá tía tô không đâu không phải đâu lấy lá gì mùng tơi ơi mày mùng tơi rau dề rau dền rau đây để dền à rau dền ui à được
hai người nó trồng cũng cây cây bự gì đó. Nhìn cây giống vậy nhìn cũ. Tốt. À, tốt. Cái hành này mình trồng là mình trồng cái hành cũ. Là không có ra được cái đoạn dài để mình ăn nó thơm. Cái cũ là lạc. Ở kia là cái hành nãy là nó gì vậy? Hành kia nó trồng bằng hạt à? Yeah. Bữa anh mua bịch về anh trồng thì nó rơi ra dần. Lại ra lên tây. Mấy cái hành nó bán ở chợ trồng vô hạt không chứ đâu có cũ đâu. Cũ bắt như mẹ. Mấy ngàn bịch rồi. À, cái quả muối này ra là quất thôi. Hai muối hết rồi hả? Thôi, không hầm muối đâu. Muối nó mặn. Hai muối chanh thôi. Thì cái muối được đó. Thử ít muối nữa. Cho muối vậy cho. Ê, được hả? Hay ngon được. Bóc cái ngon hơn còn chua á. Cái này cần không có khí chết nữa. Cái đó nên là không có khí chết em mà. Cái nào em đi chơi nhiều mà hôm nay em bỏ đi tưới mùng 2 rồi. Bây giờ em thích bỏ về nhà em mà không bao giờ nổ máy tưới kệ. Mấy bữa đợt em đi làm không bà dạo bằng tưới mà nổ máy không về thôi. Về làm gì? Về đi quýnh bài về làm gì? Đúng không? Không thể nào không máy gì. Muốn em vừa mới ngồi luôn á. Chưa nắng làm con bia mát rồi. Mày uống con bia đau lưng mày. Uống con ngậm tự nhiên thấy đau lưng. Giờ uống thích đau lưng luôn rồi. Mới kiếm thật nhiều đau lưng. Phải. Mẹ cái miệng nó giật. Là nó chạy xuống cái lưng. Uống thích mấy lao là mày hết giật rồi. Nó uống bia ngon đúng không? Uống bia cũng được nhưng mà trời nắng uống bia mệt. Xin cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Chắc mình kết thúc video là tại đây thôi. Rồi chúc mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc. Và cảm ơn mọi người đã xem video.